bộ phim Truyền thuyết Nara tập 1 vào thế kỷ 12 trước công nguyên, thiên hạ của Thành Thang, cơ nghiệp 500 năm, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, trụ hoàng tử của đời nhà Thương, để tưởng nhớ đến công đức của nữ oa nương nương, đã lập miếu nữ oa ở Triều Ca, mừng sinh thần cho bà. Kỳ Châu Hầu, Tây Bá Hầu, các khanh đều trở về rồi sao? Thần hay tin đại vương cử hành nghi thức cho miếu nữ oa, thần tới để chúc mừng, cầu chúc cho cơ nghiệp thiên thu của đại vương, cũng là thể hiện lòng trung thành của thần. Ha ha ha! Có được lòng trung thành của các khanh, thật là phúc đức của Thành Thang. Ha ha ha! Khởi giá! Tuân mệnh! Thánh thượng khởi giá! Thánh thượng khởi giá! Thông Thiên giáo chủ, hay cho Thông Thiên giáo chủ, có phải ông muốn tranh ghế đầu không? Nên mới vội vàng chạy về đằng trước. Ta tới đây, Thái Ất chân nhân, ta tới đây, ha ha ha. Nguyên Thủy Thiên Tôn, mỗi lần tiên gia hội tụ, ông đều tranh ghế đầu với ta, chưa lần nào chịu nhượng bộ. Giáo chủ, không cần vì vậy mà không vui. Thiên giới chính khí long trọng, xưa nay đều có thứ tự, có vài vế rõ ràng. Ha 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 ha, con tới rồi đây. Sư phụ, con tới rồi. Nữ oa nương nương tới rồi. Ha 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 ha. Sinh thần nương nương, nhật nguyệt thiên sắc, thiên đình huy hoàng. Kính chúc nương nương phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Mời các tiên gia, hôm nay ta đã chuẩn bị mỹ tửu, mời chư vị tiên gia cũng thưởng thức và ngắm nhìn cảnh tiên bồng này. Ta và ông đều là đệ tử của giáo hội. Nói về vai vế thì tương đương, làm gì có sự khác biệt hả? Hứ, ông chỉ là bàn môn tà đạo, sao có thể so sánh với ta chứ hả? Khởi bẩm nương nương, Tây Vương Mẫu biết sinh thần của nương nương, là chúng thần đem dân bàn đào vạn năm chúc mừng nương nương. Bàn đào là tinh hoa của trời đất, 3.000 năm mới nở hoa, 1.000 năm mới kết trái, thường khó mà ăn được. Tây Vương Mẫu nương thật có lòng. Món ăn ngon như vậy, để ta thử có được không? Ăn như vậy không phải lãng phí của trời sao? Hay là chúng ta chọn ngày lành để thưởng thức? Chỉ có một quả đào mà phải tốn công vậy sao? Dương Tiễn,
tham kiến nữ oa nương nương. Dương Tiễn, ta lệnh cho Khanh trông chừng bàn đào, không được sai sót. Dương Tiễn tuân lệnh. Khởi bẩm nương nương, thần thấy Dương Tiễn ca ca mấy ngày nay không được tỉnh táo, vậy hãy để thần canh giữ bàn đào. Nương nương, Linh Châu Tử này hay dở trò, người đừng tin cậu ta. Linh Châu Tử, ngươi thật quá đáng. Dương Tiễn là đệ tử của ta, sao cậu có thể tùy tiện xúc phạm chứ? Sư phụ, con và Linh Châu Tử thân nhau như huynh đệ, cậu ấy chỉ nghịch ngợm chút thôi, người đừng để tâm. Dương Tiễn, Khanh quả là một người trung hậu thật thà. Linh Châu Tử này, bàn đào giờ đây sẽ do Khanh canh giữ. Đa tạ nương nương. Dương Tiễn đại ca, đắc tội rồi. Lão huynh, trên hội bàn đào, ông đừng hòng tranh ngồi ghế đầu, ta không nhượng bộ đâu. Được, ta sẽ đến thật sớm, xem ai có thể ngồi vị trí đầu. Ông đừng có đem đồ tử đồ tôn của ông tới, để tranh toàn bộ chỗ ngồi ở đây. Nếu không thì thiên đình sẽ toàn một đám bàn môn tả đạo. Được rồi, tôi kính hai người. Ông cũng uống nhiều một chút. Việc này đã định. Hôm đó, ta sẽ phát thiệp mời, mời các vị tiên gia đến dự tiệc bàn đào. Phụ vương, chờ con với. Nè, con trai, sao con lại tới đây? Phụ vương, mọi người đều nói thiên đình rất vui, có rất nhiều cung điện nguy nga, tiên nữ tuyệt sắc đếm không xuể, sao cha không dắt con theo? Trong thiệp mời chỉ có tên của ta thôi, một lát nữa thiên tướng canh giữ Nam Thiên Môn sẽ ngăn con lại, làm sao con vào trong được? Con mặc kệ, hôm nay con đã tới rồi, con phải vào trong. Phụ vương nghĩ cách đi. Trời ơi, đều do mẹ con chiều hư con từ nhỏ. Kỳ lạ quá. Dương Tiễn đại ca, hình như huynh nói với đệ mấy hôm nay huynh mở thiên nhãn, nghe đệ nói có mở cũng chỉ bằng mắt thường thôi. Thần thánh phương nào mà báo tên? Đông Hải Long Dương Ngao Quảng đặc biệt đến đây để mừng thọ nữ oa nương nương. Mời. Long Vương đi cẩn thận. Đa tạ. Ha ha ha. Kỳ lạ quá, sao ta cứ nhìn thấy có hai người vậy nhỉ? Long Vương, mời ngài quay lại đây. Vị tiểu tiên này, cậu có gì cần căn dặn sao? Long Vương, người đem bảo vật gì đến để dân tặng vậy? Ta xem được không? Cậu xem đi, chỉ là món quà bình thường thôi. Long Vương, thắt lưng của ngài đúng là bảo vật. Vị tiểu tiên này, cậu muốn lấy thắt lưng của ta à? Chẳng lẽ cậu để ta mặc như vậy đi gặp nữ oa nương nương sao? Đừng có nhiều lời. A à, à, cái thằng ranh con này, ngươi dựa vào cái gì đòi khám xét hả? Tiên đồng à, nghe ta giải thích. Mau nói, hắn là ai? Ta là ai? Nói ra sẽ dọa chết người đó. Nói. Ta giơ tay lên trời đổ sấm sét, ta đưa chân lên biển động phong ba. Ta là ai? Ta là Tam Thái Tử Long Cung Ngao Bính. Hứ, ta còn tưởng là ai, thì ra chỉ là con sâu rớm chui ra từ trong cống rãnh ở dưới trần gian mà thôi. Ngươi, ta muốn đi gặp nữ oa, ta muốn hỏi nữ oa đã dạy dỗ ngươi thế nào. Ngươi về tu luyện thêm đi, còn giờ ngươi chưa đủ tư cách để gặp nương nương, ta sẽ giết ngươi. Tam Thái Tử hãy bớt giận, Linh Châu Tử nói rất đúng, mà huynh về cho. Hứ, ta còn tưởng thiên đình huy hoàng thế nào, thật ra là không bằng một gốc Đông Hải Long Cung của bọn ta. Thần tiên tên thiên đình tài giỏi thế nào cũng chỉ là vô danh tiểu tốt. Tiên đồng bớt giận, xin bớt giận, ta nhất định sẽ khuyên nó về. Phụ vương, người đừng cản con.
hôm nay con phải đi gặp nữ oa, con phải xem bà ta xấu xí như thế nào. Nè, Ngao Bính, ngươi càng lúc càng quá đáng đó. Ngươi còn dám nhắc đến nương nương, ta sẽ cho ngươi biết tay. Ta cứ nhắc đó. Sao hả? Con sâu rớm kia. Hai ức chân nhân, ta thấy Linh Châu Tử có phần hơi quá đáng. Đông Hải Long Dương dắt con đến chúc thọ, phải dùng lễ nghi đối đãi, sao lại thô lỗ như vậy? Chân nhân, khanh nói xem. Chân nhân. Chân nhân. Sư phụ à, sư phụ. Hả? Thái ức chân nhân, tuy Linh Châu Tử làm việc cho ta, nhưng dù sao cũng là đầu đệ cưng của khanh, vậy nên ta mời khanh đến để nghe đầu đuôi câu chuyện, ta xem thử khanh sẽ xử lý thế nào. Chuyện này dễ thôi, Linh Châu Tử đánh người là không đúng, phạt cho người ta đánh lại là được. Là khanh nói đó. Sư phụ, sư phụ. Linh Châu Tử to gan, người kiếm chuyện gây sự, ta sẽ phạt người thật nặng. Nương nương bớt giận, niệm tình Linh Châu Tử làm đúng chức trách, lỗi không hoàn toàn do đệ ấy. Dương Tiễn, ta đang muốn hỏi khanh, khanh và Linh Châu Tử canh giữ Thiên Nam Môn lại lớn hơn cậu ta, tại sao lại nghe lời cậu ta mà không can ngăn? Có phải ta cũng nên phạt cả ngươi không? Dương Tiễn biết lỗi, xin được chịu phạt. Thần không thiên vị. Được rồi, phạt hai đứa đứng gác thêm giờ ở Thiên Nam Môn. Cậu không mau đi đi. Đi. Chuyện này để thần làm chủ, việc ngài đem con lên thiên đình không cần phải truy cứu nữa, xem như phá lệ một lần. Hai người cứ vui chơi thỏa thích trên thiên đình, như vậy là hài lòng rồi phải không? Nào, đi thôi. Đa tạ nương nương, đa tạ nương nương. Sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn thật là sai lầm, đã để ta ở lại thiên đình làm việc. Lần này xuống Trần Giang mới biết Trần Giang tiêu diêu tự tại, chả trách thế nhân đều quyến luyến hồng trần. Đến ta cũng không muốn sống tháng ngày khổ sở trên thiên đình. Để thấy, khách đến chút nữ oa nương nương cũng gần đủ rồi đó. Hay chúng ta tìm chỗ nào nghỉ ngơi một lát đi. Linh Châu Tử, chúng ta gây ra họa, nương nương đã khai ân, để chúng ta đứng gác thêm. Lẽ nào đệ không hối hận mà còn muốn lừa biến sao? Dương Tiễn đại ca, đệ thật sự chịu hết nổi rồi, lưng như là có hàng trăm con sâu rớm đang bò lên vậy, ngứa chết đi được. Huynh mau gãi giúp đệ với. Giúp đệ đi mà. Không không, ở bên phải, lên phía trên. Sang phải. Hai vị huynh đệ còn tâm trí ở đây đùa giỡn sao? Không phải, đứng gác lâu quá, Linh Châu Tử bị ngứa, ta chỉ là gãi giúp đệ ấy thôi. Linh Châu Tử bị ngứa hả? Cái gì trên mặt huynh vậy hả? Huynh không biết đâu, nghe ta nói, đây là cách trang điểm mới nhất, đẹp trai nhất, thịnh hành nhất ở Trần Giang hiện giờ đó. Có đẹp không hả? Đẹp thì cũng đẹp đó, nhưng nhìn huynh giống chó con quá. Thật là đáng tiếc. Hai người cũng chỉ là môn tướng nhỏ nhoi của Nam Thiên Môn thôi. Quả thực, thiệt thòi cho hai người quá. Thân đại ca, câu nói này của huynh đệ nghe không hiểu. Môn tướng của thiên đình đâu phải ai cũng có thể làm được. Hai người không biết đó thôi. Người văn võ song toàn như đệ, nếu xuống Trần Gian có thể làm quan lớn, đến lúc đó sẽ có nhiều người nể trọng. Thân đại ca, số phận mỗi người khác nhau. Huynh nói làm hoàng đế ở Trần Gian tốt, nhưng hoàng đế ở Trần Gian lại muốn tu luyện thành tiên, được trường sinh bất lão. Ta thấy chúng ta hiện tại cũng rất tốt, tốt cái con khỉ, số của huynh cũng chỉ làm gác cổng thôi.
chẳng trách người trần gian hay nói kẻ tầm thường không hiểu chí lớn. Thôi, ta không nói chuyện với hai người nữa đâu. Không đẹp thật sao? Ta giống chó con hả? Bàn đào ngàn năm bất tử đây sao? Thế nào đại tỷ, tối ngày mong ước cuối cùng đã tọa nguyện rồi. Chẳng trách ta còn không hiểu suy nghĩ của con hồ ly ngàn năm đó. Câu này nghĩa là sao? Hôm nay chúng ta đã trộm được bàn đào, cũng phải cho cô ta biết bản lĩnh của chúng ta. Yêu quái vương nào đến đây trộm đào tiên? Ngươi ở đâu ra vậy? Còn dám quát nạt ta hả? To gan! Thằng nhóc này quả thật lợi hại. Thì ra là hai con yêu tinh, ta khinh. Chúng ta tấn công nó từ hai phía. Sao không thấy đâu vậy? Bọn chúng đâu mất tiêu rồi? Tiểu tử thúi! Vô địch phong hỏa luân! Vừa xuất chiêu phong hỏa luân, hai người đã chạy rồi. Thiệt không vui chút nào. Hai kẻ ngu ngốc các ngươi, giấu ta trốn lên thiên đình. Nói mau. Dạ phải, tỷ tỷ không phải người hay nói bàn đào rất ngon hay sao? Làm cho bọn muội rất tò mò. Đồ đê tiện, chỉ dựa vào công lực 500 năm của hai ngươi cũng muốn trộm bàn đào sao? Giờ trộm bàn đào không xong còn làm hỏng việc lớn của ta. Tỷ tỷ, không thể nói vậy được. Bọn muội không có công thì cũng góp sức mà. Tỷ tỷ, tuy không trộm được bàn đào nhưng bọn muội cũng coi như dọn đường cho tỷ rồi. Im đi. Hai người đã bước về động trường, làm cả thiên đình cảnh giác. Bây giờ làm sao ta có thể ra tay? Kế hoạch này ta tính toán từ lâu rồi, giờ bị hai người hủy hoại. Tỷ tỷ, bọn muội biết sai rồi, tỷ bớt giận. Kẻ đối phó với bọn muội là tên Linh Châu Tử, dựa vào chút võ công của nó, muội dám khẳng định nó không phải là đối thủ của tỷ. Linh Châu Tử sao? Chẳng lẽ là đệ tử nhập môn của Thái Ức Chân Nhân? Linh Châu Tử, nếu không phải do đệ, thì ta đã là người canh gác bàn đào. Hai con yêu quái kia sao thoát thân được? Dương Tiễn đại ca, không phải đệ xạo đâu, huynh trung thực như vậy, dù yêu quái đứng trước mặt, huynh cũng không nhận ra. Bàn đạo không phải gặp nguy rồi sao? Đệ xem thường ta quá. Không phải đệ xem thường huynh, mà đệ xem thường Dương đại ca. Hôm nay chúng tiên đều đã chuẩn bị hậu lễ. Đương nhiên rồi, sinh thần của nữ oa nương nương mà. Không xong rồi. Hôm nay là sinh thần của nữ oa nương nương, sao mình có thể quên được chứ? Phải đi tìm lễ vật để lấy lòng nương nương thôi. Lần này chết thật rồi.
Ôi, đây đúng là đi tìm khắp nơi không thấy mà vô tình lại nhặt được bảo vật. Nhất định là công phẩm ai đó đã đánh rơi. Lần này ta gặp may rồi. Dương Tiễn, Linh Châu Tử, hai khanh canh giữ Nam Thiên Môn vất vả rồi. Nương nương phạt thì chúng thần phải chịu thôi. Nhưng nương nương lại quá dễ dãi với tên Nga Bính. Người ta lên thiên đình chúc thọ, xem như là khách, sao khanh có thể trêu chọc họ chứ? Hơn nữa người ta cũng đã đến đây rồi. Phạt khanh không phải ý của ta, là sư phụ khanh, Thái Ức Chân Nhân đưa ra quy định. Tuy nói là không thiên vị, nhưng làm vậy là có lợi cho khanh. Nếu đổi lại là Thông Thiên giáo chủ xử lý theo luật, thì khanh phải chịu khổ dài dài. Nương nương, người cứ yên tâm. Sau này Long Vương dắt theo cả đàn con của ông ấy lên trên thiên đình, Linh Châu Tử Thần sẽ chăm sóc cho ông ấy. Mất công là bị phạt, đến mỏi hết cả người luôn. Nương nương thấy như vậy có được không? Linh Châu Tử Khanh, phải học tập Dương Tiễn, đừng cứ mãi như một đứa trẻ vậy. Nương nương, người muốn thần học theo Dương đại ca cả ngày mặt hầm hầm hay sao? Không để khanh nghịch ngợm thì khanh còn là Linh Châu Tử không hả? Ta muốn khanh học tập Dương Tiễn làm việc chăm chỉ. Được rồi, không nói nữa. Ta có thể dành cho hai khanh rượu và trái cây. Ngọc Thổ, khanh đem vào đây cho hai người họ. Vâng. Dương Tiễn, Linh Châu Tử, hai người xem, nương nương thương hai người quá đó. Đa tạ nương nương, cũng là nương nương thương chúng thần nhất. Nương nương, nương nương, tiểu tiên thân công báo đã về thiên đình trình diện, thần đến đây để bái kiến nương nương. Nương nương, hôm nay là sinh thần của người, tiểu tiên đã chọn một món đồ thượng hạng ở trần gian, mong nương nương nhận cho. Thân công báo, khanh lúc nào cũng biết cách để lấy lòng người khác, thường có rất nhiều chiêu trò, nhưng đạo hạnh lại không hề có tiến triển. Xin nương nương đừng chê trách, đây chẳng qua là một chút lòng thành của tiểu tiên. Thân công báo, ta trước giờ không sát sinh, hồ ly tuy chỉ là loài thú, nhưng cũng là một sinh mạng, sao có thể tùy tiện giết nó để lấy da được chứ? Thân công báo, khanh làm như vậy thực sự là đã vi phạm thiên quy rồi. Đây là hậu quả của việc nịnh nọt quá trớn. Thưa nương nương, con thú này giờ chỉ còn miếng da, có thể tận dụng được nó. Nương nương, thần bị phong thấp lâu năm, có thể nào tặng nó cho thần không? Sư bá. Sư bá à, trước mặt nương nương, người đã giả vay giúp con, giờ con đến đây để nịnh nọt người đây. Người coi, con mang đến món gì nè? Ở trần gian họ gọi thứ này là rượu. Thử chút coi sao. Trời ơi, rượu ngon, rượu ngon. Ngon mấy cũng không bằng bàn đào của Tây Vương Mẫu. Ta tình nguyện dùng bàn đào đổ lấy rượu ngon. Người nói thật sao? Chỉ sợ nữ hoa nương nương không cho thôi. Trên thiên đình đều có quy tắc, đạo hạnh cao thấp đều chia vai vế rõ ràng. Thần công báo, số lượng bàn đào có hạn, ai được ăn ai không được ăn đã được sắp xếp hết rồi. Dù cho con là đại đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông ấy không chắc đã để dành cho con một miếng. Cũng phải ha. Hết rồi. Trời ơi, thần công báo, con lấy cho ta thêm ít rượu ngon đi. Uống cái đầu của ông á. Dựa vào đâu mà ta vĩnh viễn chỉ là tên hèn mọn ở thiên đình chứ? Rượu ngon, rượu ngon. Không biết tên ngốc nào đã đem bàn đào đi đâu rồi. À! Tỷ tỷ,
Tiên nữ tỷ tỷ, ta làm cô sợ hả? Không có. Không có. Sao sắc mặt của cô xanh như vậy? Có sao? À, do thiên đình, ta chưa gặp phải ai đẹp trai tuấn tú, phong độ ngời ngời như huynh hết. Vậy sao? Huynh cầm cái gì trong tay vậy? Tiên nữ tỷ tỷ, ta đang định nói cho cô biết. Ta là con trai của Đông Hải Long Vương, được mời đến đây dự tiệc bàn đào. Tiên nữ tỷ tỷ, đây chính là thiệp mời đến hội bàn đào. À ha, ta sớm đã đoán biết được, huynh là quý khách của thiên đình rồi. Thật sao? Thật đó. Người trẻ tuổi như huynh lại có được vinh dự như vậy, thật ngưỡng mộ chết đi được đó. Tiên nữ tỷ tỷ, chúng ta đi dạo nha. À ha. Đại ca, ăn nhanh đi. Huynh nói coi, cái tên ngao bính răng của hắn là thật hay giả vậy? Là thật đó, đại công thấy miệng của hắn đầy máu sao? Huynh thấy ngao bính trước đây có răng hả? Tức cười, ai mà không có răng chứ? Trước đây đệ cũng không có răng. Lúc đệ còn nhỏ, đương nhiên là không có răng rồi. Long thái tử, xem ra huynh gấp lắm rồi phải không? Tiên nữ à, hôm nay chúng ta kết duyên ở đây đi. Dư đại ca, huynh nhìn thấy gì vậy? Không xong rồi. Huynh nhìn thấy có kẻ đang làm bậy. Tiên nữ, cô đẹp quá. Đến đây mau. Ôi, tiên nữ, đến đây đi, ta chết mất. Ôi trời ơi, Linh Châu Tử. Linh Châu Tử, có động tĩnh gì không? Nhỏ tiếng một chút. Đúng là có kẻ làm bậy ở đây. Chạy đi đâu? Lại là ngươi. Kỳ lạ quá, sao chớp mắt đã biến mất rồi? Chẳng lẽ chân nhân giấu yêu quái? Sao ông ấy không có ở đây? Đi nào. Đi. Nương nương, người hỏi xem tên ngao bính này đã làm chuyện gì. Nương nương, nương nương, nương nương bớt giận. Xin nương nương bớt giận. Mong nương nương niệm tình thần cai trị biển bao nhiêu năm, không có công thì cũng có sức. Xin người tha cho con của thần lần này. Những vết cào trên người của hắn từ đâu mà ra vậy? Là cha thần cạo gió cho thần mà ra đó. Im miệng. Ngao quản, ta hỏi khanh. Dạ, là thần cạo gió cho nó, thưa nương nương. Ngao quản, ngươi đừng che giấu cho hắn. Cuối cùng, người thiệt thòi cũng chỉ là khanh. Ngao quản tình nguyện chịu mọi tội lỗi. Nếu đã như vậy, ta đành phải phạt khanh. Ngao quản nghe đây, trong vòng 500 năm, cha con khanh không được phép lên thiên đình. Nương nương, hội bàn đào sắp bắt đầu rồi. Dù là thế nào, chờ thần giữ xong tiệc bàn đào hãy phạt được không? Ta nói khắp thiên hạ này, chưa thấy ai mặc dày như ông cả. Linh Châu Tử, lập tức thu hồi thiệp mời của ông ta. Nương nương cho thần tham dự hội bàn đào đi mà. Đuổi hai người họ ra khỏi thiên đình. Lôi Chấn Tử, huynh làm ta giật mình đó. Ta còn tưởng lần này huynh không đi cùng Tây Bá Hậu đến Triều Ca chứ. Đắc Kỷ, ta rất muốn gặp muội. Thôi đi, huynh nói nhớ ta, sao giờ mới tới chứ? Nói không chừng trong lòng huynh sớm đã có cô gái khác rồi. Nè, ta chờ cha đi Triều Ca, liền lập tức tới tìm muội ngay.
Được rồi, được rồi. Huynh làm ảo thuật cho ta xem đi. Được. Muội nhìn nè, có hai người. Một chàng trai và một cô gái. Một người là muội, một người là ta. Hai người cùng bái đường đó. Huynh xấu quá đi. Bái đường rồi, bái đường rồi. Đừng có chạy nha. Đừng có chạy. Huynh xấu quá đi. Bái đường rồi, bái đường rồi. Nhìn đôi nam nữ này yêu nhau như vậy, chúng ta nhìn trộm họ đúng là không nên. Xem ra dưới trần gian đúng là ánh dương rực rỡ, cảnh đẹp biết bao. Cũng không hẳn như vậy. Trên thiên đình cũng có lúc mây đen phủ kín, ở trần gian không thể lúc nào cũng tươi đẹp. Người xem, người cố tình mới trở thành quyến thuộc, cũng có người tóc bạc trắng, cả đời cô đơn. Có chuyện này sao? Người hỏi Thiên Tôn đi. Không sai, thần có một đồ đệ dưới trần gian, tên là Khương Tử Nha. Người này đã 72 tuổi, là một người thiên chức rất cao, nhưng không có duyên tiên. Vậy để ta xem thử. Ôi, ôi. Trong sách ắt có vàng, uống một bát, ngủ một giấc, để ngày mai tính tiếp. Không ngờ trần gian lại có người khổ vậy. Nương nương, không cần thương cảm. Tục ngữ có câu, có công mài sắt, có ngày nên kim. Trước khổ, sau sẽ có chí. Khương Tử Nha tuy không có duyên tiền, nhưng lại có công ở trần gian. Sau này phò trợ minh chủ lập thành đại nghiệp. Mình thấy ông ta có một mình thật sự rất đáng thương. Vậy để thần mai mối cưới cho ông ta một người vợ là được. Vậy được. Còn về Ngự Tiền Ngự Lâm tổng quản Lý Tịnh, hai người con của ông ta suốt ngày chỉ biết rong chơi. Hay sớm ngày mai đưa hai người đó về Trần Đường Quan để hầu hạ mẹ chúng, làm trọn chữ hiếu. Các hành thấy sao? Linh Châu Tử. Có Linh Châu Tử. Ta muốn đưa Khanh xuống trần gian một chuyến, dạy dỗ hai đứa con ương bướng của Lý Tịnh. Nương nương, theo như thần biết, người ở trần gian có tính ỷ lại, không chịu cầu tiến. Không những vậy, họ còn dối trá, đấu đá lẫn nhau. Hai cha con ngao quản chính là bằng chứng. Khanh nói như vậy không đúng. Người trong thiên hạ đều do ta dùng bụng đất tạo thành, trong đó tốt xấu đều có, không xấu xa như Khanh nghĩ đâu. Trời ơi, thần không muốn nghe. Nương nương nói gì đi nữa, thần cũng không đi. Linh Châu Tử, nếu Khanh không đi, Thông Thiên Giáo Chủ cũng ở đây. Ta nói ông ấy lập tức chấp pháp, giảm 500 năm công lực của Khanh. Tuân lệnh nương nương. Đừng mà, thần đi là được mà. Cùng lắm coi như đi khổ sai vậy. Không biết lần này nương nương muốn thần làm nhiệm vụ gì. Chỉ cần Khanh đưa Kim Tra và Mộc Tra về Trần Đường Quan, để họ bên cạnh mẹ là được rồi. Chuyện này dễ, Linh Châu Tử là vua con nít, không sợ họ không nghe lời. Thì ra hai người ở đây. Thú vị đó, hay lắm. Ê nhóc, ngươi đang khen ta đó hả? Vậy ta sẽ múa thêm vài chiêu cho ngươi xem. Xem xong, ngươi sẽ thấy càng hay hơn nữa. Chiêu gì chứ, rõ ràng không có gì hay ho. Nhóc mở to mắt ra nhìn ta đây nè. Ta múa vài chiêu đẹp mắt cho ngươi coi nha. Chiêu gì cũng đều là trò trẻ con. Xem ta đây. Nhóc, ngươi cũng biết võ công hả? Không ngờ võ công thằng nhóc này lợi hại như vậy. Chúng ta coi như gặp cao nhân rồi. Nếu không phục, tiểu gia ta sẽ múa thêm vài chiêu cho các người coi, cho các người biết thế nào là trời cao đất dày.
Sư phụ, chúng tôi có mắt như mù. Hôm nay chúng tôi đã thấy phục rồi. Chúng tôi phục sư phụ sát đất luôn. Đúng vậy. Muốn ta nhận các người làm đồ đệ cũng được. Nhưng từ giờ trở đi, chuyện gì cũng phải nghe theo ta. Đứng lên đi. Mọc ra là kiếm thật đó. Lạ ghê, vừa rồi rõ ràng là cành cây mà. Hai thanh kiếm này tặng cho các ngươi cũng được, nhưng các ngươi phải hứa một chuyện với ta. Được, được, được. Đừng nói là một việc, cho dù 10 việc cũng được. Đúng vậy. Đừng nói là 10 việc, 100 hay 1000 việc cũng được nữa. Tốt lắm. Các ngươi phải lập tức về nhà. Sau khi về nhà, các ngươi phải giúp mẹ các ngươi làm việc nhà, dọn dẹp nhà cửa, kiếm pháp sẽ ở trong đó. Các ngươi hiểu không? Hiểu rồi thưa sư phụ. Ơ, tiên nhân ơi, đây không phải là kiếm. Đây rõ ràng là chổi mà. Cây chổi này vốn là kiếm. Đi về đi. Vâng, thưa sư phụ. Đi mau lên. Lại mưa rồi. Kim Tra Mộc Tra đã đi mấy ngày nay rồi. Không biết hai đứa bây giờ ra sao. Phu nhân yên tâm, hai vị công tử Kim Tra Mộc Tra không sao đâu. Bái kiến phu nhân. Cậu là... Ta là Linh Châu Tử, tiên đồng, bên cạnh nữ oa nương nương. Ngài là tiên đồng Linh Châu Tử sao? Bái kiến tiên đồng. Không biết tiên đồng có gì chỉ giáo. Linh Châu Tử tới để thông báo, Kim Tra Mộc Tra sắp về rồi. Phu nhân nhìn kìa. Hài Nhi bái kiến mẫu thân. Các con nhiều ngày không trở về, mẹ rất lo lắng cho các con. Mẹ không cần phải lo lắng đâu. Hảo Nam Nhi chí tại bốn phương, không đi học chút bản lĩnh sao được chứ? Đúng đó mẹ, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa. Mẹ yên tâm đi. Dáng vẻ con oai phong đó, nhưng phát theo cây chổi, nhìn không ra gì hết. Mẹ ơi, cái này là mẹ nói không đúng rồi. Đây rõ ràng là bảo kiếm tiên nhân tặng, sao có thể nói là cây chổi được chứ? Ôi trời ơi, Kim Tra, Mộc Tra. Ôi trời ơi. Tiên nhân là người hả? Kim Tra, Mộc Tra, ta đã hứa đến truyền võ công cho các ngươi thì sẽ không nuốt lời, chỉ cần hai ngươi siêng năng, khả năng kiếm pháp sẽ tăng lên. Còn về việc trong tay có kiếm hay không không quan trọng, cho dù trong tay cầm chổi, với cao thủ kiếm đạo mà nói, kiếm ra trong lòng. Mộc Tra, xem ra tiên nhân thật sự đang chỉ kiếm cho chúng ta. Lần này chúng ta gặp may rồi. Ta có việc phải tới Triều Ca. Các ngươi ở đây nhớ luyện tập chăm chỉ. Vâng. Khởi bẩm đại vương, nữ oa nương nương luyện đá vá trời, công đức vô hạn. Lão bá tánh ghi nhớ ân đức của nữ oa nương nương nên đồng tâm hiệp lực xây dựng miếu nữ oa. Khởi bẩm đại vương, nghi thức mở miếu sắp bắt đầu. Đây là tượng của nữ oa nương nương, rốt cuộc là trông như thế nào? Lý Tịnh, vâng, khanh mau đi vén tấm màn đó lên để trẫm nhìn xem. Đại vương, tấm màn này do Vạn Vân kính tặng, ý muốn che chắn mưa gió cho nữ oa nương nương, nên không cần cuốn lên đâu. Trẫm đến đây dâng hương và để trẫm xem dung mạo thế nào chứ. Thần tuân lệnh. Quả thật là quốc sắc thiên hương, nhưng trẫm lại không có cách nào để hưởng thụ, chỉ đành giữ sự ái mộ ở trong lòng. Thật là đẹp quá. Ôi trời, đôi chân nhỏ nhắn thật là đẹp. Chỉ mong được thấy nàng cử động, ta sẽ cứu nàng về Triều Ca. Đại vương, đáng tiếc quá. Đại vương, nữ oa nương nương vá trời, tạo ra loài người, công đức thiên thu. Đại vương, người là vua một nước, là tỏ ý bất kính
thật là vô cùng thất lễ. Cơ Xương khanh rõ ràng muốn làm trẫm bất hứng mà. Cơ Xương không dám, chỉ là được rồi được rồi. Mấy khi trẫm có nhã hứng làm thơ như vậy, các khanh lập tức khắc bài thơ này lên cột để nếu ai biết được tình ý của trẫm. Không ngờ Trần Giang lại có một quân vương phong lưu đến vậy. Đại gia làm ơn làm phước. Không phải nói Trần Giang thấy bình thịnh vượng sao? Sao người dân lại đói khổ vậy? Nghe nói mấy ngày trước, đại vương đi dân hương đã làm một bài thơ ở miếu nữ oa. Sau này Trần Giang e là không còn thái bình nữa. Trưởng quầy, chuyện này là sao? Chuyện này chọc giận nữ oa trên thiên đình. Ông đừng có vòng vo nữa. Ông nói xem, đại vương đã làm thơ gì? Thơ gì hả? Một bài thơ rất hạ lưu đó. Thơ hạ lưu sao? Nè nè, Lý đại nhân, nữ oa phá trợ công đức vô hạn, nhưng mà đại vương lại xúc phạm như vậy, đắc tội với tiên gia. Chuyện khác không nói, chỉ sợ liên lụy gây họa cho lão bá tánh vô tội. Thiên hạ không có cái sai nào của vua cả. Chúng ta thân là thần tử, theo lý phải chia sẻ âu lo phiền muộn với đại vương mới đúng. Đại vương! Hai nàng đó thật là khiến trẫm mê mẩn. Đại vương, nghe nói người muốn tuyển mỹ nữ vào cung, chuyện này liên quan gì tới nàng? Nàng thật biết nói chuyện quá đi. Là ai? Ai phá hỏng thú phu của trẫm? Hộ gia, có quỷ, có quỷ. Yêu quái phương nào dám xông vào thẩm cung, có gan làm loạn nơi này, mau ra chịu tội. Yêu quái, ra đây. Lý Tịnh, ta sẽ ghi nhớ ngày hôm nay.